Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Quà tặng tri thức, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty cổ phần Lasta phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, chương trình Quà tặng tri thức do Trung tâm Điện máy Idea tài trợ. Hồng Phượng, Đại Nghĩa và những người thực hiện chương trình rất vui vì lại được gặp tất cả quý vị khán giả của chương trình Quà tặng tri thức vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 vào lúc 19 giờ. Và xin chúc cho quý vị cùng gia đình có một buổi tối cuối tuần thật vui với chương trình Quà tặng tri thức. Ông Phượng thân mến, hôm nay là ngày cuối tuần rồi à, không biết rằng công việc của một ngày cuối tuần đối với em như thế nào, có bận rộn lắm không? Công việc của Hồng Phượng thì rất là nhiều, nhưng mà Hồng Phượng cũng cố gắng hoàn thành xong công việc trong tuần này để không bị lấn sang tuần sau đó. Dạ, quý vị khán giả thấy không, Hồng Phượng của chúng ta tuy bé nhỏ thôi nhưng mà có một cái sức khỏe làm việc rất là bền bỉ và dẻo dai. Không biết rằng em có bí quyết gì không để có thể chia sẻ với quý vị khán giả về cái việc giữ gìn sức khỏe mình như thế nào? Thông thường á, thì Hồng Phượng thường xuyên tập thể dục, ăn uống và nghỉ ngơi rất là điều độ, và đặc biệt là uống nhiều nước và ăn nhiều trái cây. Nhưng mà Hồng Phượng còn có một bí quyết đặc biệt hơn nữa, đó là ăn nhiều bữa trong một ngày sẽ làm giảm lượng cholesterol trong máu. À, thông tin này thì anh biết đó nha. Thưa quý vị, Đại Nghĩa biết rằng mới đây có một nhóm khoa học, các nhà khoa học người Anh đã phát hiện ra rằng nếu như chúng ta ăn nhiều bữa trong một ngày thì sẽ giảm được nồng độ cholesterol trong máu và giảm được từ 10 đến 20% nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn trên 14.000 người từ 45 đến 75 tuổi về thói quen ăn uống, và những người này đã được chia thành 5 nhóm dựa trên số bữa ăn hàng ngày của họ. Sau đó mỗi người được lấy mẫu để xét nghiệm, và kết quả đã cho thấy là lượng cholesterol trong máu của những người ăn ít nhất 6 bữa một ngày thấp hơn 5% so với những người chỉ ăn từ 1 đến 2 bữa một ngày thôi. Và tỷ lệ này là một điều rất quan trọng đối với những người bị bệnh tim mạch đó. Nhưng mà Hồng Phượng ơi, các nhà khoa học thì lý giải như thế nào về cái việc mà khi chúng ta ăn nhiều bữa trong một ngày thì sẽ giảm được cái lượng cholesterol trong máu? Theo các nhà khoa học thì khi ăn nhiều bữa trong một ngày thì lượng đường hấp thu vào máu sẽ tốt hơn, enzyme sẽ hoạt động tốt hơn, và như thế thì lượng cholesterol sẽ được tạo ra nhiều hơn. Chà, hay quá vậy ta. À, nhưng mà còn một vấn đề nữa nha. Nếu như thế thì có thể là mình sẽ bị mập đúng không? Tại vì mình ăn nhiều lần trong ngày. Ôi, anh thì sợ mập lắm luôn đó. Anh Nghĩa đừng lo, bởi vì chúng ta sẽ chia lượng thức ăn ra thành nhiều phần và ăn thành nhiều bữa trong một ngày. Vì vậy anh Nghĩa sẽ không còn sợ sẽ bị mập nữa đâu. Thật là thú vị thưa quý vị. Những thông tin về dinh dưỡng vừa rồi mà Hồng Phượng mang đến chúng ta quả thật là những thông tin rất có ích. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng quay trở lại với chương trình Quà tặng tri thức hôm nay. Thưa quý vị, chương trình Quà tặng tri thức của chúng ta gồm có tất cả 3 vòng thi dành cho 50 người tham gia chơi tại phim trường. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn kết nối trực tiếp với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngay tại nhà qua số điện thoại của tổng đài 1900 1747 hoặc số điện thoại 089106688. Ngoài ra thì tất cả quý vị khán giả cũng có thể gửi tin nhắn về cho chương trình qua số điện thoại 8383 với nội dung tin nhắn như sau: QTTT là viết tắt của Quà tặng tri thức, khoảng trắng số điện thoại bàn cộng với mã vùng. Và những cô điện thoại viên của chúng tôi đang ngồi ở đây sẽ ghi lại tất cả những số điện thoại của quý vị, gấp lại cẩn thận và bỏ vào trong lòng cầu này. Và mỗi một chương trình thì Đại Nghĩa và Hồng Phượng sẽ làm công việc của mình, đó là quay lòng cầu, đảo đều tất cả các lá thăm, sau đó rút ra 3 lá thăm bất kỳ. Trên đó sẽ là 3 số điện thoại của 3 quý vị khán giả may mắn trở thành người chơi tại nhà của chương trình Quà tặng tri thức. Thế thì quý vị ơi, hãy kết nối ngay với chúng tôi từ bây giờ nha. Còn bây giờ, mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với phim trường gặp gỡ với anh Quách Hồ Ninh cùng với 50 người chơi. Xin mời! Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Quà tặng tri thức rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị để cho chương trình ngày một tốt hơn. Và số máy của tổng đài 1900 1747 đang chờ đợi những cuộc gọi đăng ký tham gia chương trình của quý vị. Số điện thoại mà quý vị đăng ký sẽ chờ đợi quý vị vào tất cả các ngày trong tuần. Điều đặc biệt của chương trình Quà tặng tri thức là không giới hạn số lần tham gia. Nếu lần này không thành công thì quý vị có thể đăng ký lần sau và lần sau nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào vòng 1 của trò chơi với phần tham dự của 50 bạn đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Xin chào mừng tất cả các bạn, chúc các bạn thật là may mắn. Tôi chúc các bạn may mắn là bởi vì kiến thức là vô biên, còn sự hiểu biết của chúng ta thì hữu hạn. Trước khi tham gia trò chơi thì tôi xin nhắc nhở các bạn một vài cách thức để chúng ta tham gia trò chơi. Chúng ta có 10 giây để suy nghĩ và 3 giây để lựa chọn đáp án. Các bạn nhanh tay chỉ bấm phím trả lời trong vòng 3 giây thôi. Nếu vượt ngoài 3 giây thì máy tính sẽ không nhận kết quả của các bạn, và như thế thì các bạn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Điều quan trọng nữa là chúng ta sẽ có 3 vòng. Mỗi vòng các bạn sẽ trả lời một câu hỏi. Nếu bạn nào trả lời đầy đủ cả 3 câu hỏi của 3 vòng thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng là 15 triệu đồng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung câu hỏi ở vòng 1 này.
những bộ phim có lời thoại bắt đầu xuất hiện từ năm nào? A. Năm 1927. B. Năm 1930. C. Năm 1933. Và D. Năm 1936. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. 3 giây ngắn ngủi của chúng ta đã trôi qua rồi. Và chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn đây. Đáp án A có 22 bạn. Đáp án B có 9 bạn. Đáp án C có 14 bạn. Và đáp án D có 5 bạn. Bây giờ là đáp án chính xác của câu hỏi này. Đó chính là đáp án A. Vào năm 1896, những bộ phim đầu tiên đều là phim câm. Còn những bộ phim có lời thoại chỉ bắt đầu xuất hiện từ năm 1927. Xin chúc mừng 22 bạn đã chọn đáp án A. Các bạn được bước tiếp vào vòng trong. Và xin chia tay với những bạn đã không chọn đáp án A. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Rất mong gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Còn bây giờ thì chúng ta hãy dành thời gian cho những khán giả đang xem truyền hình tại nhà cùng tham gia trò chơi và tặng tri thức với chúng ta. Chúng tôi xin mời. Xin chúc mừng 22 người bạn đã đáp đúng câu hỏi đầu tiên của chương trình. Và anh Nghĩa ơi, anh sẽ nói gì để chúc mừng 22 người bạn của chúng ta? Xin chúc mừng các bạn. Và đại nghĩa biết chắc rằng 22 người bạn này là 22 khán giả rất trung thành của bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Chính vì thế các bạn mới có thể trả lời một cách chính xác và hoàn toàn dễ dàng. Xin chúc mừng các bạn. Còn bây giờ thưa quý vị, chúng ta hãy cùng đến với phần chơi dành cho tất cả chúng ta. Đại nghĩa, ông Phường sẽ tìm xem ai sẽ là người may mắn đầu tiên trở thành người chơi tại nhà của chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Ông Phượng sẽ làm nhiệm vụ của mình là quay lồng cầu đảo đều tất cả những lá thăm để chia đều may mắn cho tất cả quý vị khán giả. Và đây là phiếu thăm may mắn đầu tiên, xin mời anh Nghĩa. Chà, Hồng Phượng ơi, hôm nay em bốc ra một lá thăm mà có số điện thoại rất là đẹp. Thưa quý vị, đó là số điện thoại 0873555557. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại này đã trở thành người chơi tại nhà đầu tiên của chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Trước khi làm quen với người bạn may mắn đầu tiên thì bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với 8 bảng logo đang có mặt ở đây. Đây chính là 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy ID thưa quý vị. Logo đầu tiên, trung tâm điện máy ID, đúng hàng, đúng giá, đủ hàng, đủ hiệu. Samsung, không có gì là khó tưởng tượng. Sony, riêng một bản sắc. Toshiba, tiên phong trong công nghệ. Hitachi, cảm hứng tương lai. Sanyo, luôn vì môi trường. LG, cuộc sống tốt đẹp. Olympus, tầm nhìn của bạn, tương lai của chúng tôi. Thưa quý vị, đó chính là 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea. Và 8 logo này không còn xa lạ gì với chúng ta, không còn bất ngờ nữa. Thế nhưng phần bất ngờ nằm sau mỗi logo, bởi vì mỗi phần quà, mỗi chương trình đều hoàn toàn khác nhau thưa quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với vị khán giả đầu tiên của chương trình hôm nay. Alo, xin chào vị khán giả đầu tiên ạ. Alo. Xin chào Đại Nghĩa với Hồng Phượng ạ. Alo, xin chào chị hãy tự giới thiệu về mình. Dạ, tên là Trần Thị Ngọc Yến ạ, đang ở quận 9 ạ. À, chị Yến ơi, công việc hiện giờ của chị là gì ạ? Dạ, em là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Xây Logistics. Công việc có khó khăn không chị? Dạ, cũng bình thường thôi ạ. Vậy thì thời gian dành cho công việc của chị như thế nào? Dạ, tụi em làm việc theo ca, và chị mỗi ngày làm 8 tiếng đồng hồ vậy. À, mỗi ngày làm 8 tiếng đồng hồ. Vậy như vậy thì chị có thường xuyên theo dõi chương trình và tặng tri thức của chúng tôi hay không? Dạ, rất là thường xuyên ạ. Rất là thường xuyên, và chị cảm thấy chương trình này như thế nào ạ? Dạ, chương trình thì có cung cấp rất là nhiều kiến thức và tăng sự hiểu biết của mọi người nếu mà tham gia hoặc là theo dõi.
Nghĩa nói là chị có một số điện thoại rất là đẹp. Vì vậy Hồng Phượng hy vọng rằng số điện thoại này sẽ đem đến cho chị nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Và bây giờ trước khi lắng nghe câu hỏi của chương trình, xin mời chị hãy chọn một trong 8 bảng logo ở đây. Dạ, xin chọn bảng Sony ạ. Logo Sony, và chúng ta cùng xem phần quà là gì nào. Đầu DVD Sony, thiết kế nhỏ gọn, đọc được nhiều loại đĩa, khả năng nhớ đến 6 đĩa. Đó là phần quà dành cho chị nếu như chị đáp đúng câu hỏi của chương trình đưa ra. Bây giờ chị đã chuẩn bị sẵn sàng chứ nào? Dạ, đã sẵn sàng rồi. Rồi, mời chị lắng nghe câu hỏi nha. Trường đua ngựa đầu tiên ở nước ta được thành lập vào năm nào? Có 4 sự lựa chọn. A. 1930. B. 1932. C. 1934. Và D. 1936. Chị sẽ có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây dành cho chị. Bắt đầu. Đáng A. Chị có chắc chắn về đáp án này chưa? Này cũng nhờ thanh xui. Cũng hơi xui. Hồng Phượng có thể hiểu được tâm trạng của chị. Bởi vì là nữ thì có lẽ rằng chị ít quan tâm đến bộ môn đua ngựa này. Nhưng bây giờ chúng ta hãy thử xem chị có thật sự may mắn cho ngày hôm nay không nhé. Trường đua ngựa đầu tiên ở nước ta do những người Pháp xây dựng để làm nơi vui chơi, giải trí và cá cược. Trường đua Phú Thọ được xem là trường đua ngựa đầu tiên và hiện đại tại Việt Nam. Trải qua những biến cố lịch sử, trường đua dần dần được phục hồi. Năm 1989, trường đua nằm dưới sự quản lý của Sở Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Và trường đua ngựa đầu tiên ở nước ta được thành lập vào năm 1932. Như thế đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án B, 1932. Rất tiếc đáp án của chị đưa ra đã không trùng khớp với đáp án của chương trình. Nhưng chị ơi, chị đừng buồn bởi vì chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội. Chương trình quà tặng tri thức không giới hạn số lần đăng ký của tất cả quý vị khán giả. Vì vậy Hồng Phượng Đại Nghĩa xin rất muốn gặp lại chị trong những chương trình lần sau được không ạ? Xin chào Đại Nghĩa và Hồng Phượng, và sẽ hẹn gặp lại nữa ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Thưa quý vị khán giả, còn bây giờ chúng ta hãy cùng trở lại với phim trường gặp gỡ Văn Quách Hồ Ninh cùng với 22 người chơi tại đây. Bước tiếp vào vòng 2 của chương trình quà tặng tri thức. Xin mời. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng 22 bạn bước vào vòng 2 của chương trình. Trước khi đọc nội dung của câu hỏi vòng 2, tôi xin phép có một câu đố vui dành cho quý vị khán giả đang xem đài. Có một chàng trai đi ra chợ mua trà. Khi đến chợ, anh gặp một cô gái bán trà thật là xinh xắn, dễ thương. Thế là anh ta muốn làm quen với cô ấy. Anh ta hỏi là: xin lỗi, cô tên là gì vậy? Cô gái bẽn lẽn, không trả lời và hỏi ngược lại anh: thế anh tên là gì vậy? Chàng trai nói là: tôi tên là Điền. Vậy còn cô? Tên của em hả? Tên của em á, nằm phía trên đầu của anh. Nếu như không có em thì anh sẽ bị điên đó. Hỏi cô gái tên là gì? Quý vị suy nghĩ thử xem nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của câu hỏi hỏi vòng 2 này. Người Inca không có chữ viết, họ cất giữ và lưu truyền các thông tin bằng cách nào? A. Các vết khắc. B. Tượng đất. C. Nút dây. Và D. Xếp lá. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. Hết 3 giây rồi. Và chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Ở đáp án A có 1 bạn. Đáp án B cũng 1 bạn. Đáp án C 19 bạn. Đáp án D cũng 1 bạn. Sau khi các bạn đã trả lời thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra. Một là 19 bạn được bước tiếp vào vòng trong. Hai là chỉ có 1 bạn được bước tiếp vào vòng 3 thôi. Chúng ta xem sẽ có bao nhiêu bạn được bước vào vòng 3 đây. Đáp án chính xác của chúng ta đó chính là đáp án C.
Người Inca cất giữ và lưu truyền các thông tin bằng nút dây. Màu sắc và vị trí các nút thắt trên sợi dây nói lên từng loại thông tin khác nhau. Xin chúc mừng 19 bạn đã chọn đáp án C. Các bạn sẽ được bước tiếp vào vòng trong. Xin nói lời chia tay với những người bạn đã không chọn đáp án C. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Rất mong gặp lại các bạn ở những chương trình lần sau. Còn bây giờ thì chúng ta hãy chờ đợi xem vị khán giả may mắn tiếp theo là ai nào. Quý vị khán giả thân mến, Đại Nghĩa và Hồng Phượng đang có mặt tại phim trường A2 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay bây giờ thì Đại Nghĩa và Hồng Phượng sẽ đi tìm xem ai sẽ là người khán giả may mắn thứ hai trở thành người chơi tại nhà trong chương trình quà tặng trí thức hôm nay. Vậy thì anh Nghĩa ơi, hãy nhanh tay lên vì tất cả mọi người đang chờ đợi xem ai sẽ là chủ nhân của số điện thoại may mắn thứ hai trong chương trình ngày hôm nay đây. Không chỉ riêng anh em mình hay quý vị khán giả hồi hộp đó Hồng Phượng ơi, mà ngay cả anh Quách Hồ Ninh cũng đang rất hồi hộp đó. Hồng Phượng biết mà, và bây giờ Hồng Phượng xin được thông báo cho anh Quách Hồ Ninh cũng như tất cả quý vị khán giả được biết. Số điện thoại may mắn thứ hai đó là số điện thoại 0889 55 917. Và xin phòng máy cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. Và trong khi chờ đợi vị khán giả may mắn thứ hai này, Đại Nghĩa xin một lần nữa được nhắc lại những số điện thoại của chương trình chúng ta. Quý vị có thể gọi vào tổng đài 1900 1747 vào tất cả các ngày trong tuần, có nghĩa là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều hay buổi tối, bất cứ lúc nào quý vị cũng có thể gọi được vào số này. Và khi chương trình chúng ta phát sóng trực tiếp thì quý vị hãy gọi vào số 0891066888. Ngoài ra thì tất cả quý vị khán giả cũng có thể gửi tin nhắn về cho chương trình qua số điện thoại 8383. Quý vị hãy mạnh dạn lên đến với chương trình quà tặng tri thức, bởi vì Hồng Phượng và Đại Nghĩa cũng như tất cả những người thực hiện chương trình rất vui vì được làm quen với tất cả quý vị khán giả. Còn bây giờ thì chúng ta hãy làm quen với vị khán giả thứ hai thôi Hồng Phượng ơi. Xin chào vị khán giả may mắn thứ hai của chương trình hôm nay. Alo. Alo. Alo, xin chào vị khán giả may mắn thứ hai của chương trình. Bạn hãy tự giới thiệu về mình. Dạ. Em chào anh Đại Nghĩa, chị Hồng Phượng và chương trình quà tặng tri thức ạ. Chào bạn ạ. Bạn hãy giới thiệu về mình thế nào? Em tên là... Alo. Em tên là Nguyễn Thị Minh Phương, hiện đang công tác tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ạ. Bạn Minh Phương, à bạn đã làm ở Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Thế thì bạn có thể giới thiệu rõ hơn về công việc hiện tại của bạn là làm gì không ạ? À? Alo, bạn Hưng ơi, bạn có nghe rõ anh Đại Nghĩa hỏi em không? Em nghe ạ. Vậy thì bạn hãy giới thiệu đôi nét về công việc của mình đi. Dạ, em đang em làm ở bộ phận check-in, làm thủ tục cho hành khách đi nước ngoài ạ. Dạ, bạn làm ở bộ phận làm thủ tục. Biết đâu rằng sau này anh em chúng ta khi dịp đi nước ngoài sẽ gặp nhiều bạn vì sao Hồng Phượng? Hồng Phượng cũng hy vọng rằng như thế. Và trước khi lắng nghe câu hỏi của chương trình thì xin mời bạn hãy chọn một trong 7 bảng logo còn lại. Dạ, em chọn bảng LG ạ. Bảng LG. Và chúng ta cùng khám phá phần quà đằng sau logo này nhé. TV LG có màn hình siêu phẳng 21 inch, bộ giảm nhiễu kỹ thuật số và âm thanh stereo trung thực. Bạn Hưng ơi, nếu mà bạn may mắn trở thành chủ nhân của phần thưởng này thì bạn sẽ sử dụng phần thưởng này như thế nào? Dạ, em để trong phòng của em ạ. Có nghĩa rằng hiện giờ thì trong phòng của bạn chưa có TV, phải không nào? Dạ. Và Hồng Phượng hy vọng rằng bạn sẽ may mắn trả lời đúng câu hỏi của chương trình để trở thành chủ nhân của phần thưởng hấp dẫn này nhé. Dạ. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Nhà văn, nhà thơ nào là người châu Á đầu tiên được trao giải thưởng Nobel về văn học? Bạn sẽ có 4 sự lựa chọn. A. Tagore. B. Lỗ Tấn. C. Tào Ngu. D. Kawabata Yasunari. Bạn sẽ có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây dành cho bạn. Bắt đầu. Nhanh lên bạn ơi. Dạ, em chọn câu A ạ. Đáp án A, Tagore. Bạn tin rằng mình bao nhiêu phần trăm là chính xác? Dạ, hên xui. Cũng đây là hên xui. Có nghĩa là 50-50. Bạn ơi, tại sao không tự tin kia chứ? Và bây giờ mời bạn lắng nghe nha, xem câu trả lời của bạn nằm trong cái phần hên hay là phần xui. Đáp án của chúng tôi như sau. Đại văn hào Rabindranath Tagore, người Ấn Độ được xem là một trong những đại diện xuất sắc nhất của văn học thế giới hiện đại. Ông sinh năm 1861 tại Calcutta và mất vào tháng 8 năm 1941 cũng tại Calcutta. Như vậy, đáp án đúng của chúng tôi là đáp án A. Hồng Phượng và Đại Nghĩa xin được chúc mừng bạn. Thưa quý vị, như thế là vị khán giả thứ hai của chương trình chúng ta hôm nay đã trả lời đúng câu hỏi của chương trình và nhận phần quà đó là một chiếc TV LG. Bây giờ thì bạn...
sẻ cảm xúc của mình cho tất cả quý vị khán giả xem đài được biết đi ạ. Dạ em rất là vui ạ. Bạn rất là vui. Hồng Phượng còn rồi. Hồng Phượng có thể hiểu được tâm trạng xúc động của bạn ngay lúc này. Hồng Phượng Đại Nghĩa cũng được xin chúc mừng bạn và hy vọng rằng chiếc TV dễ thương này sẽ mang lại cho bạn nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống. Xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình và tặng tri thức của chúng tôi tối ngày hôm nay. Dạ em cảm ơn anh chị ạ. Xin tạm biệt. Quý vị khán giả thân mến, tạm biệt vì khán giả may mắn thứ hai. Chúng ta hãy cùng quay trở lại với phim trường. Và ở đây có 19 người chơi cũng đang chờ đợi chúng ta và anh Quốc Thuận Ninh cùng nhau bước tiếp vào vòng 3 của chương trình quà tặng tri thức. Xin mời. Kính thưa quý vị và các bạn, 19 bạn đang có mặt tại vòng 3 này rất là hồi hộp, rất nôn nóng muốn biết nội dung câu hỏi của vòng 3 này là như thế nào. Chúng ta hãy cho các bạn ấy một phút thư giãn để các bạn ấy bình tĩnh tự tin bước vào nội dung của câu hỏi vòng 3. Các bạn thân mến, trong 19 gương mặt đang ngồi ở vòng 3 này thì có một cô gái rất là quen thuộc và cô ấy đã đoạt giải Hoa hậu thể thao năm 2006. Chúng ta hãy gặp gỡ và giao lưu với cô ấy. Xin chào bạn. Chào anh và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên Đàm Thị Lý. Năm nay em 25 tuổi, hiện công tác tại công ty quảng cáo Mục Phong. Bạn đoạt giải Hoa hậu thể thao năm 2006. Thế thì ai là người động viên, cổ vũ, khuyến khích bạn đi tham dự cuộc thi Hoa hậu thể thao năm rồi? Người mà động viên em nhiều nhất đó là bà em và bác em và toàn thể bạn bè em nữa. Và em đã thành công ở cuộc thi Hoa hậu thể thao vừa rồi. Thế còn đến với chương trình quà tặng tri thức hôm nay, ai là người động viên, ai là người cổ vũ em nào? Dạ đó là bạn bè em. Bạn bè em. Em đã được bước tiếp vào vòng 3 rồi. Em có tin rằng mình sẽ chiến thắng ở vòng 3 này không? Dạ em có. Hồi nãy Lý có nghe câu hỏi của tôi dành cho quý vị khán giả nào, một câu hỏi vui đó. Có một chàng trai đi chợ mua trà và đến chợ anh ta thấy cô gái bán trà thật là xinh xắn, anh ta mới hỏi là cô ơi cô tên là gì vậy, cô gái mới bẽn lẽn và hỏi ngược lại anh, thế anh tên là gì, chàng trai mới trả lời là tôi tên là Điền, vậy còn cô tên là gì, cô gái im lặng một chút và nói rằng tên của em nằm phía trên đầu của anh và nếu như không có em thì anh sẽ bị điên đó. Hỏi cô gái ấy tên là gì? Theo suy nghĩ của em á thì trên đầu thì nghĩ là nón. Trên đầu nghĩ là nón. À có thể cô gái tên nón. Thế nhưng mà có một yếu tố nữa là nếu như không có em thì anh bị điên. Nếu như không có nón thì mình đâu có bị điên đâu nào. Đúng không nào? Nào bây giờ thì tôi sẽ trả lời nha. Cô gái nói rằng tên của em nằm phía trên đầu của anh. Nếu không có em thì anh bị điên. Vậy thì cô gái tên là gì? Cô gái tên là Huyền. Và nếu không có dấu Huyền thì Điền trở thành điên. Cho nên cô gái tên là Huyền. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy đi vào nội dung của câu hỏi vòng 3 này. Câu hỏi của chúng ta có nội dung như sau. Sân bóng đá nào sau đây của nước Anh được mệnh danh là nhà hát của những giấc mơ? A. Anfield. B. Old Trafford. C. Highbury. Và D. Elland Road. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. 3 giây đã trôi qua mất rồi và chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn đây. Ở đáp án A không có bạn nào. Đáp án B có 18 bạn. Đáp án C không có bạn nào. Và đáp án D có 1 bạn chọn. Sẽ có bao nhiêu bạn được nhận phần thưởng 15 triệu đồng nào? Đó chính là đáp án B. Old Trafford là sân nhà của đội Manchester United, một trong những đội bóng hàng đầu của thế giới, nơi làm nên tên tuổi của những huyền thoại bóng đá thế giới như là George Best,
Eric Cantona và David Beckham. Xin chúc mừng 18 bạn đã chọn đáp án B. Các bạn là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Xin chia tay với một bạn đã không chọn đáp án B. Bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Rất mong gặp lại bạn trong những lần sau. Còn bây giờ chúng ta hãy chờ đợi xem vị khán giả may mắn cuối cùng của tối hôm nay là ai nào. Xin chúc mừng 18 người bạn đã trở thành chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Và cũng xin cảm ơn anh Quách Hồ Ninh, anh đã vừa mang đến cho tất cả các bạn của chúng ta một câu đố rất là vui. Và còn bây giờ thì sao anh Nghĩa? Chúng ta tìm xem ai sẽ là người may mắn cuối cùng trong chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Mời Hồng Phượng hãy làm công việc của mình. Và đây là số điện thoại may mắn thứ 3 của chương trình. Xin mời anh Nghĩa. Thưa quý vị, số điện thoại cuối cùng của chúng ta trong chương trình hôm nay là số 0897157 90, và đó chính là số điện thoại của vị khán giả may mắn cuối cùng trong chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Mời phòng máy giúp chúng tôi liên lạc với chủ nhân của số điện thoại này. Anh Nghĩa ơi, hồi nãy thì Hồng Phượng vừa mới cảm ơn anh Quách Hồ Ninh về một câu đố rất là hài hước mà anh vừa đem đến cho tất cả các bạn đang chơi tại trường quay. Vậy thì còn anh Nghĩa, anh sẽ nói gì với anh Quách Hồ Ninh đây? Có thể nói rằng anh Đại Nghĩa rất là nể anh Quách Hồ Ninh. Bởi vì mỗi chương trình, anh Ninh đều cố gắng mang đến chúng ta những câu đố hoặc là những mẫu chuyện thật là vui. Mà nhiều khi anh thắc mắc rằng không biết anh Ninh sưu tầm tất cả những câu đố, những mẫu chuyện vui đó từ đâu mà phong phú đến như thế. Chắc có một ngày nào đó khi gặp anh Ninh, Đại Nghĩa phải học hỏi anh Ninh thôi. Hồng Phượng cũng hy vọng rằng một ngày nào đó được gặp anh Quách Hồ Ninh ở ngoài và xin được thọ giáo chiêu thức thú vị này của anh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với chủ nhân của số điện thoại may mắn thứ 3 của chương trình ngày hôm nay. Alo, xin chào. Alo. 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 Xin chào anh hãy tự giới thiệu về mình ạ. Tôi là tên là Nguyễn Văn Thọ. Tôi sống ở quận Tân Bình. Dạ. Anh Thọ có đúng không ạ? Dạ. Vâng, anh Thọ ơi, anh Thọ hãy nói lớn lên một chút xíu cho mọi người cùng nghe rõ hơn nha. Vâng. Anh Thọ ơi, không biết rằng công việc hiện tại của anh là làm gì ạ? Tôi công việc hiện tại là ở nhà và buôn bán. Anh buôn bán. Thế thì không biết anh đã lập gia đình chưa ạ? Tôi là có gia đình và có hai đứa con. À, như thế thì bây giờ chắc có lẽ bà xã của anh cùng với hai con đang ngồi kế bên và cổ vũ cho anh đúng không? Vâng, nhưng bà xã tôi bây giờ đang đi công tác. Tôi hiện tại chỉ có một mình. Ôi tiếc quá. Trong ngày hôm nay mà anh chỉ ngồi có một mình thôi thì thật là đáng buồn. Nhưng mà không sao hết, anh hãy cố gắng trả lời thật chính xác câu hỏi của chương trình. Sau đó sẽ dành phần quà này coi như là một niềm vui bất ngờ dành tặng cho bà xã canh khi bà xã anh quay trở về nha. Và bây giờ mời anh hãy lựa chọn một trong 6 bản logo còn lại của chúng tôi. Tôi xin chọn bản Hitachi. Logo Hitachi. Phần quà là gì nào? Máy quay DVD Hitachi có màn hình LCD khởi động nhanh 1 giây và bắt được hình từ video. Ông Phượng hy vọng rằng anh sẽ gây bất ngờ với bà xã anh bằng cách trở thành chủ nhân của phần thưởng hấp dẫn này. Và bây giờ xin mời anh lắng nghe câu hỏi thứ 3 của chương trình. Câu hỏi như sau: thành phố nào sau đây có dân số đông nhất châu Á? Có 4 sự lựa chọn. A. Thành phố Hồ Chí Minh. B. Tokyo. C. Thượng Hải. Và D. Mumbai. Anh sẽ có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây dành cho anh. Bắt đầu. Tôi xin chọn đáp án B, Tokyo. Đáp án B đó là Tokyo. Anh ơi, tại sao anh lại chọn đáp án B mà không phải là một đáp án nào khác? Tôi chỉ chọn bừa. À, có nghĩa là anh đang thử vận may của mình. Và bây giờ vận may có mỉm cười với anh hay không? Mời anh lắng nghe đáp án của câu hỏi. Thành phố Mumbai có dân số 18 triệu người. Thành phố Delhi của Ấn Độ có dân số 15 triệu người. Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc dân số là 14 triệu người. Và thành phố đứng đầu châu Á về dân số với 33 triệu người đó chính là thành phố Tokyo của Nhật Bản. Xin chúc mừng anh. Anh ơi, anh có cảm thấy rằng mình là người may mắn không ạ? Vâng, rồi, cảm thấy tôi rất là may mắn. Và bây giờ công việc đầu tiên anh sẽ làm là gì ạ? Bây giờ chắc chắn tôi thì gọi điện thoại cho vợ tôi. Đúng rồi, để chia sẻ niềm vui này với vợ. Và với một chiếc đầu chiếc máy quay video này, có thể anh sẽ ghi lại những hình ảnh thật đẹp của vợ và con anh trong những ngày sắp tới đây. Anh có nghĩ như thế không nào? Vâng, nghĩ. Vâng, một lần nữa xin chúc mừng anh. Xin cảm ơn anh đã đến với chương trình. Quý vị khán giả thân mến,
Như thế là 30 phút của chương trình quà tặng tri thức hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Đại Nghĩa Hồng Phượng xin được nói lời chia tay với tất cả quý vị khán giả. Và trước khi chia tay với tất cả quý vị khán giả, đại diện cho những người làm chương trình, chúng tôi xin cảm ơn trung tâm điện máy chương trình này. Và quý vị khán giả nào đã trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay, hãy liên lạc ngay với công ty cổ phần Lasta, số 23 đường Phùng Khắc Khoan, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để nhận phần quà dành cho mình. Xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình quà tặng tri thức được phát sóng vào tuần sau, tối thứ tư, tối thứ sáu, lúc 19 giờ trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.